Đầu thập niên 2020, cả thế giới bất ngờ chấn động với sự tàn phá khủng khiếp đến từ đại dịch Covid-19. Với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và số người chết vì bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là Covid-19, đã vượt lên vị trí thứ hai trên toàn thế giới chỉ sau bệnh tim mạch. Với cơ chế xâm nhập vào cơ thể chủ yếu thông qua đường hô hấp, những công bố mới nhất từ các nhà khoa học đã khẳng định virus corona sau khi lọt vào cơ thể sẽ tấn công vào nhiều nơi như não, tim, thận, hệ miễn dịch và đặc biệt là phổi. Covid-19 bùng phát không chừa một ai và đặc biệt ngày càng trở nên nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của rất nhiều biến thể có khả năng dễ lây nhiễm hơn nên tốc độ lây nhiễm cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, số người phát bệnh nặng hoặc chết vì Covid-19 lại chỉ tập trung chủ yếu vào những nhóm người sau đây. Thứ nhất, nhóm người trên 65 tuổi. Nhóm người này có hệ miễn dịch rất yếu nên hiếm khi chống lại được sự tàn phá khủng khiếp của loại virus nguy hiểm này. Thứ hai, nhóm người có bệnh lý nền như viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS, ung thư. Vì nhóm người này hệ miễn dịch đã bị suy yếu nên không còn khả năng chống lại virus corona một cách mạnh mẽ nữa. Thứ ba, nhóm người có hệ miễn dịch suy yếu do môi trường sống, thói quen ăn uống, sinh hoạt và tập luyện. Theo thống kê, hệ miễn dịch của toàn nhân loại đã và đang suy giảm từng ngày. Đây là báo động toàn cầu và đó cũng là lý do giải thích tại sao bệnh tật ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt là khi đối diện với virus corona. Nếu hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh thì sẽ tự khỏi sau vài ngày. Nếu hệ miễn dịch của bạn yếu, thì cuộc chiến giữa hệ miễn dịch và virus corona sẽ kéo dài đến khi cơ thể của bạn, đặc biệt là phổi, bị tàn phá nặng nề sẽ dẫn đến tử vong. Từ những chứng cứ ở trên, có thể khẳng định rằng mấu chốt của vấn đề chính là hệ miễn dịch. Chỉ cần hệ miễn dịch của bạn và người thân được nâng cao thì sẽ chống lại được rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là Covid-19. Vậy nâng cao hệ miễn dịch bằng cách nào? Ngoài việc tăng cường tập luyện thể dục, ăn uống và ngủ nghỉ khoa học, thì việc bổ sung những thảo dược có khả năng tăng cường hệ miễn dịch là vô cùng quan trọng. Khi lựa chọn những sản phẩm về thảo dược, cũng cần lưu ý về nguồn gốc xuất xứ, thành phần, công dụng và những chứng nhận uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe ở mức cao nhất. Chúng tôi gợi ý bạn nên xem xét sản phẩm bảo vệ sức khỏe Compound P là sản phẩm 100% từ thiên nhiên, được chiết xuất từ lá thông đỏ Hàn Quốc cùng với tinh dầu lưu ly và 47 loại thảo dược quý hiếm hàng đầu thế giới cùng các loại enzyme tiêu biểu. Sản phẩm Compound P có rất nhiều công dụng, đặc biệt nhất là khả năng phòng ngừa đột quỵ vô cùng hiệu quả, chống lão hóa cực mạnh và nâng cao hệ miễn dịch một cách hoàn hảo. Sản phẩm giúp bạn và gia đình phòng ngừa bệnh tật tốt hơn, đặc biệt là Covid-19. Compound P là một trong những sản phẩm tinh dầu thông đỏ vô cùng hiếm hoi có được chứng nhận FDA của Hoa Kỳ. Công ty cam kết hoàn tiền gấp 3 lần nếu sản phẩm không đem lại hiệu quả trong quá trình sử dụng liên tiếp 60 ngày. Đông Đào trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Mỹ, Đông Đào cũng đang sinh sống và làm việc tại đây. Tuy có lo lắng nhưng mà cũng cố giữ tinh thần lạc quan yêu đời. Ngoài tập thể dục hàng ngày, sử dụng những sản phẩm, thực phẩm tốt cho cơ thể, Đông Đào có sử dụng thêm tinh dầu thông đỏ Compound P. Từ khi sử dụng sản phẩm này thì Đông Đào cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn, mình tươi trẻ hơn và cảm thấy tràn đầy sức sống. Hãy nâng cao hệ miễn dịch của bạn và gia đình ngay hôm nay bằng viên bảo vệ sức khỏe Compound P. Liên hệ ngay với người gửi video này cho bạn để được hướng dẫn mua hàng với giá tốt nhất.